có cả hồng nhá, vườn hồng mẫu đơn nhá, đây này, hồng ấy, mẫu đơn hai cây hồng khủng đấy, mẫu đơn bãi đây, cây hồng luôn, hai cây hồng khủng à. Cây hồng này bán bao nhiêu? Hồng nhiều người mua lắm. Hồng nhiều người mua lắm. 4 triệu cây hồng này đấy hả? Như đôi hồng này là giá 6 triệu một đôi. Đâu? Đây, cái hồng to này. Đấy, cái đấy, cái to. Đây, chỉ biết chất chưa? Ừ. Đây, em ơi. Dáng hồng nó cao chứ, không có hàng cao đấy. Cao hàng thoát thân đấy. Hàng thoát thân người ta gọi dáng hồng. 6 triệu một đôi này đây hả? Đây, 6 triệu một đôi này. Trên Sapa vừa rồi nó bán 20 triệu một cây đấy. Kìa, kìa một bãi hồng luôn. Đấy. Kìa hả? Ừ. Đấy, mẫu đơn đấy. Dạ, bạn kìa kìa. Rất nhiều luôn. Quay cả cá luôn được. Mẫu đơn này có đắt không cô? Mẫu đơn này bán từng cây. Mấy trăm cây. Độ triệu, còn bé thì 6-700, 3-400. Mẫu đơn như đây là vườn mẫu đơn này. Cả vườn mẫu đơn. Tìm có. Nhiều người đi chợ tìm cây mẫu đơn không có. Nữa đây thì rất là nhiều. Phải giới thiệu rồi, có người giới thiệu mới biết được. Đấy, vườn mẫu đơn. Mẫu đơn này gọi là mẫu đơn gì hả cô? Mẫu đơn này gọi là mẫu đơn gì ạ? Mẫu đơn này là mẫu đơn cỏ. Mẫu đơn cỏ các bạn? Ừ, cỏ chứ không phải mẫu đơn tàu hay mẫu đơn thái đâu. Cái này nó là mẫu đơn cỏ xịn. Cỏ xịn, ừ. Bảo hành 100% đấy. Đấy, cỏ cỏ đấy. Chứ nó có mấy loại cả tàu lẫn thái nhưng người ta không chơi, nhưng cái mẫu đơn này nó có cỏ. Vậy ở tí xin cô cái số điện thoại khách hàng người ta liên hệ, ai muốn mua thì gọi điện. Đấy, quay những cây to kìa. Những cây này giá khoảng bao nhiêu cô? Những cây này chẳng hạn. Cái loại bé bé này à? Cái loại này được 700 thôi. Còn đây này những cái loại to này. Kìa những cây to kìa giá bao nhiêu? To nó thì triệu hơn triệu. Đây, những cây to này giá hơn triệu cho mọi người nhé. Mẫu đơn cổ. Mẫu đơn cổ đấy, đi không từ tàu hay hay là thái gì đâu. Họ không biết là nó nhiều loại mà. Cháu không biết là mẫu đơn nó tàu hay là thái nó như nào. Nó cũng giống như này hả cô? Không, lá nó khác mà mẫu đơn thái tàu họ không chơi. Ừ. Bán cho khách cái tàu họ lấy cái tàu với thái cũng trà tàu biết ấy. À thế à. Đấy thì hình dung là như thế. À. Trà tàu là khách cũng chơi hoa nó ra một cái là nó rụng luôn. Vâng. Nó quay cả hồng thì giờ quay nó như là hoa cũng chơi. Vâng. Bây giờ mình đi một vòng mình quay cho mọi người coi. Hôm nay đi à kêu cái cây quất kìa. Đấy có cây quất này, quất tự nhiên này, dáng cao thôi. Đấy, đây chính là cái vườn mẫu đơn. Đấy. Nhà cô rộng nhỉ. Còn quất này năm nay chắc là không chơi được rồi nhỉ, sang năm. Quất này giống sang năm. Vâng. Đây, đây là hồng. Hồng đây là hồng cỏ à cô? Đây toàn hồng cỏ nha mọi người này. Những cây hồng này giá như nào cô? Cái loại đấy á? Vâng. Có 500-600 cây hồng cỏ này. Hồng cỏ này, hoa này. Hồng cỏ giá rẻ luôn đấy. 500-600 một cây này. Các bạn có thể có một cây hồng không? Đang ra hoa rất là đẹp. Kia là trà. Còn đây là quất, đấy, quất. Cây đấy là cây đẹp nhất trong cái khu vườn đấy, nó dạng dáng nó đẹp mà. Cái cây đấy là mua trong cái đợt đám chặt mà. À mà em anh giấu lại tao. Ừ. Giờ mình đi vào mình lấy cây quất. Đấy. Làm cho bao nhiêu video. Đấy đi đường này đây nhỉ. Vâng. Còn đây là cái ào cô có thả cá không cô? Có cá nhưng mà chỉ để ăn thôi. Để ăn hả? Cá là kiểu ào, cá sạch nên mình đi nuôi để ăn thôi. Dưới ào này có nhiều cá không cô?
nói chung là cũng gọi là mình thả như mình kiểu mình ấy thôi, mình vâng. Thường thì mình cũng cho ăn cái gì đâu, mình gọi là mình bỏ trên vườn bắt xuống thôi. Vâng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.